Thái Bình thêm dự án nhà ở vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Vâng thưa bạn, chiều ngày 10 tháng 10 vừa qua thì tại lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình. Đây là dự án phát triển nhà ở có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay được tỉnh Thái Bình trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rồi. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, nằm trên địa bàn 3 phường là Kỳ Bá, Quang Trung, Trần Lãm và hai xã là xã Vũ Phúc và xã Vũ Chính của thành phố Thái Bình. Dự án phát triển theo quy mô khu đô thị mới, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội, khớp nối không gian kiến trúc với khu vực xung quanh tạo lập bộ mặt đô thị văn minh hiện đại. Được biết, dự án phát triển nhà ở khu đô thị Kiến Giang có tổng diện tích vào khoảng gần 100 hectare với quy mô dân số vào khoảng 18.000 dân. Dự kiến là sau khi hoàn thành thì dự án cung cấp khoảng 1.400 sản phẩm liền kề, biệt thự xây thô, 5 khu chung cư cao 25 tầng và nhà ở xã hội 15 tầng. Ngoài ra, dự án còn dành khoảng 48.000 m2 đất cho các công trình thương mại dịch vụ. Dự án được thiết kế đảm bảo môi trường sống tiện nghi, hiện đại, bền vững và hài hòa với thiên nhiên. Việc dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới Kiến Giang được triển khai tại thành phố Thái Bình sẽ đưa thành phố Thái Bình là đô thị hạt nhân của tỉnh và là một trong những đô thị lớn của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Vâng, và trên đây là một số thông tin về khu đô thị với số vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Hy vọng đã cung cấp lại cho bạn một số thông tin hữu ích. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh của Sơn và chúc bạn sẽ luôn đầu tư bất động sản thành công nha. Xin chào.